Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cả nhà tô màu bức tranh một cô gái đang xoay gương chải tóc này. Hãy cùng bắt tay vào tô với mình nha. Mình sẽ áo này thì mình sẽ tô màu hồng nha. Mái tóc này thì mình sẽ tô màu vàng nha. Các bạn nhớ theo dõi hết video để xem mình hoàn thành bức tranh này nha. Các bạn ơi, vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang cầm bức tranh như một cô gái đang xoay gương và chải đầu này,
trái tóc đó. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.